Diễm Châu nối gót Ngọc Lan bức xúc vì bị lừa mua bảo hiểm, đóng 6 năm chỉ nhận lại được nửa số tiền. Sau sự việc của diễn viên Ngọc Lan thì mới đây Á hậu Diễm Châu cũng lên tiếng chia sẻ câu chuyện khá tương đồng. Dù có gặp ít nhiều khó khăn, nhưng may mắn nàng Á hậu đã giải quyết ổn thỏa nhờ tư vấn viên nhiệt tình có tâm. Cụ thể, mẹ đơn thân cho biết từng mua một gói bảo hiểm với mức phí 60 triệu một năm, nhưng cuối cùng phải dừng hợp đồng trước hạn vì không đạt được những thỏa thuận như mong muốn. Thế nhưng sau khi đóng 360 triệu trong 6 năm thì cô chỉ nhận về hơn 181 triệu khi chấm dứt việc mua bảo hiểm. Diễm Châu kể rõ, trường hợp của bản thân đã lên tiếng cảnh báo dân mạng. Thêm một cảnh báo cho mọi người thận trọng trước khi quyết định đặt bút. Tôi người thật việc thật, tôi mua bảo hiểm khi mới lần đầu làm mẹ đơn thân. Tôi đóng 6 năm, mỗi năm 60 triệu, không gắn quyền lợi bảo hiểm phụ vì có đọc sơ qua hợp đồng. Sau 6 năm lấy lại thì số tiền thực lãnh là nhiêu đây và được giải thích một cơ số lý do. Chuyển lại nhiều thì chuyển đi, đỡ mất thời gian đôi bên. Diễm Châu cũng thổ lộ thêm, tôi sợ lỡ mình có bất trắc thì con mình cũng có chút ít đi học, chứ không bao giờ mình thèm nghĩ đến cái số tiền mình sẽ được nhận khi kết thúc cả, bởi tất cả chỉ là bịp. Đây cũng là điểm chung của Diễm Châu và Ngọc Lan khi quyết định mua bảo hiểm. Tuy nhiên cách xử lý của Diễm Châu lại điềm tĩnh hơn. Cô cho biết, ngày xưa có mình nuôi con cũng sợ, sợ có gì còn không ai lo, giờ thì hết dại khờ, có tiền thì cứ mua đất để đó cho con. May mà bạn tư vấn của em có tâm lắm, mà cũng mất nửa tiền sau 6 năm chứ không là mất trắng luôn. Nữ diễn viên chia sẻ thêm trong phần bình luận, khi có tiền dư thì không ai mua bảo hiểm cả, dư thì người ta tự bảo hiểm cho người ta rồi. Mua bảo hiểm chẳng ai muốn cái gọi là lời cả, nhưng cái giá trị mà người ta bỏ ra quá cao cho cái sản phẩm quá tệ. Giữa hai nữ diễn viên có một điểm chung khiến cả hai quyết định mua bảo hiểm là vì lo lắng cho cuộc sống của các con. Nếu như mẹ đơn thân Ngọc Lan chi 700 triệu một năm với mong muốn quý tử có một số tiền lớn sau này, thì Diễm Châu cùng chung mục đích để chăm lo cho các con. Trước Ngọc Lan, Diễm Châu, showbiz Việt cũng có không ít người nổi tiếng lên tiếng cho biết bị lừa đảo tiền nhưng tính chất khác vụ của hai nữ diễn viên. Trong đó, cố nghệ sĩ nhân dân Hoàng Dũng bị kẻ gian lừa 50 triệu đồng qua thủ đoạn trên Facebook. Ông nhận được cuộc gọi FaceTime qua tài khoản Facebook người anh em thân tình đang ở Đức. Người này hỏi mượn nghệ sĩ nhân dân Hoàng Dũng 20 triệu đồng vì đang mua hàng mà bị thiếu tiền đột ngột. Do là anh em thân thiết, từng đối xử rất tốt với nghệ sĩ nhân dân Hoàng Dũng mỗi khi ông cùng đoàn diễn viên sang Đức lưu diễn, nên không ngại ngần chuyển tiền qua số tài khoản được cung cấp. Một lúc sau khi được chuyển tiền, người này lại nhắn mượn tiếp 30 triệu đồng và hứa hôm sau sẽ gửi trả toàn bộ cho nghệ sĩ nhân dân Hoàng Dũng. Sau hai lần chuyển tiền, nghệ sĩ nhân dân Hoàng Dũng lại tiếp tục nhận được tin nhắn nhờ chuyển thêm tiền lần ba vào thời điểm ngân hàng sắp ngừng làm việc. Ông bắt đầu nghi ngờ và kiểm tra lại thì nhận ra mình bị lừa. Ca sĩ Ánh Tuyết cũng từng bị tình trạng tương tự, nhưng may mắn nhận ra vụ lừa đảo. Nữ ca sĩ này đã chia sẻ chuyện bị lừa lên Facebook để kêu gọi mọi người cảnh giác. Kẻ lừa đảo từng mạo danh tình cũ của Hòa Minzy, lập tài khoản lấy tên ca sĩ Eric, rồi tạo nhóm trò chuyện ba thành viên sau khi có đầy đủ thông tin về Đức Phúc. Trước thủ đoạn tinh vi, kẻ này lừa Đức Phúc chuyển tiền 32 triệu đồng. Sau đó Đức Phúc xác nhận với Eric thì mới biết bị lừa và báo lực lượng chức năng. Trà Ngọc Hằng cũng chia sẻ trên trang cá nhân bị mất 500 triệu đồng với thủ đoạn tương tự và đã nhờ công an vào cuộc điều tra. Hoa hậu Đỗ Thị Hà bị kẻ gian lợi dụng danh nghĩa trục lợi bất chính, họ giả mạo tài khoản cô để lừa gạt nhiều người chuyển tiền vào tài khoản của số lạ.